Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, hôm nay có 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết và nhiều hồ có mực nước rất thấp. Cụ thể, mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ so với hôm qua. Khu vực Đông Nam Bộ, mực nước dao động nhẹ vẫn ở mức thấp. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mực nước các hồ giảm nhẹ, nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Một số hồ xấp xỉ mực nước chết là Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3. Trong khi đó, một số hồ có mực nước rất thấp là Sơn La, Hủa Na. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ trong 24 giờ tới sẽ tiếp tục giảm nhẹ.